Vâng, lại thay nhau điêu gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Hôm nay em quay gửi tới anh em một mẫu loa bass 30, loa nằm của thương hiệu JBL. Trước mặt anh em đây là một con JBL hàng bãi, còn cơ bản khá là đẹp của JBL của chính Trung Quốc các bác nhé. Nó không phải là JBL Mỹ nòi đấy, mà đây là JBL Made in China, nhưng mà nó vẫn là hàng bãi xịn do Trung Quốc sản xuất chứ không phải là Mỹ sản xuất. Đấy, thì cái dòng này nó là dòng thiên hướng về karaoke. Đấy, cái mã của nó, để em thầy xin phép được quay cái mã của nó. Cái mã của nó là KI112. Đây. Và nó ghi rất rõ này, Made in China các bạn nhé. Sản xuất tại China mà thì là Made in China. Đấy, lỗ thông hơi phía sau, thùng rất là chắc chắn. Cái mẫu này thương hiệu JBL họ đưa ra nhằm cạnh tranh trực tiếp với những cái mẫu như kiểu là BMW 2000. Đấy, đấy, cạnh tranh trực tiếp. Cái này thì nó hơi nhìn nó hơi xấu chút vì em đang chưa vệ sinh được cái căng. Đấy, còn ví dụ vệ sinh đi thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì để ở đây thì em Thanh đã mở sẵn ra một quả loa. Quả loa này thì em đã mở sẵn ra bát và tép để giới thiệu với anh em. Thì đầu tiên em xin phép được quay về con chép trước nhé. Đây là con chép của loa này, các bác quan sát này. Con chép này và cái loa này thì nó đời từ năm 2013 các bạn. Nên đây nó cũng ghi rõ luôn. Đấy, nó sử dụng là 4 con chép giấy. Thì hai con đánh chung, hai con đánh dạy chép cao. Đó, rất đơn giản, nó cũng không có cầu kỳ gì. Con này là chép từ két các bạn nhé. Rồi, về cái bát thì con bát này thì là nó cũng là 2013 JBL, cái mã gì đó ở đây này. Đấy, con này thì nhìn cái bát này nó rất giống với lại con BMW 2000. Đấy. Đấy, các bạn nhìn cái bát đó này, cồn này, cổ cồn này rất là đẹp, nhẹ, rất là nhiều lớp. Đấy. Rồi tiếp theo là về cái màn, thì con này nó có một cái sự khác so với dòng BMW là cái keo của bọn này nó làm nó rất là nham nhở. Đấy, nó không như BMW. Đấy. Và cơ bản thì nó vẫn là cái gân mút. Gân này thì nói luôn với các bác là em đã thay gân rồi. Đây đã lại thay gân rồi, cho các bác chỉ về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đây này, đã thay gân rồi nhá. Nhìn nó nham nhở ở cái mép viền. Đấy, thay vào cho nó đánh coi như là gần như là đánh mới. Thì anh em chơi liên tục khoảng tầm 3 năm, 4 năm thì may ra phải thay gân. Còn các bác thích thay gân thì mang sang em thay miễn phí nhá. Đã mua loa của em thay những cái loa gân mút thì em sẽ thay miễn phí. Rồi, tiếp theo này. Và phía bên trong, phía bên trong của loa thì là phân tần của cái dòng này. Đây, quay gần cho các bác nhìn này, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, phân tần nó không có gì cầu kỳ cả. Nó có một cái mã gọi là mã của con loa là KI112 này thôi. Đấy, rồi có mấy con chở tụ, mấy con chống tẹt của tép. Bông thì còn là màu đen. Đấy, sau này còn một cái tụ nữa. Thì thực ra những cái mã này không thể nó soi về bộ gấu mèo của bát tép được, mà nó chỉ là thiên hướng về chất âm. Nó cho anh em cái chất âm nó thiên hướng về nghe nhạc nhiều hơn là hát. Đấy, nó cảm giác nó ấm áp. Đó, nó chỉ có thế thôi. Thì cái clip này em chỉ quay ngắn này thôi để gửi tới toàn thể các bác. Loa thì cũng chưa vệ sinh nên nó hơi bụi cho bác thôi cả. Anh em nào mà lấy thì em sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đó, thì đôi loa này thì trước khi kết thúc clip em xin phép được thông báo là đôi loa này nó có đang có giá em Thanh bán là 7 triệu tại cửa hàng. Anh em ở xa thì mất thêm tiền vận chuyển, còn giá này đã được nó đã rẻ hơn so với cái thời kỳ gọi là hoàng kim của những cái mẫu loa nằm ngang này, nó rơi vào tầm 2-3 triệu rồi. Những cái mẫu này nó cách đây 3-4 năm về trước thì nó vẫn được ưa chuộng, nhưng giờ thì do nhu cầu sử dụng thì cũng ít người là chơi loa nằm ngang nên là giá cả của nó đi xuống rất là nhiều. Đó, nên anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Thanh nhé,
0376307374, 7 triệu tại cửa hàng các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.